Theo thông tin chính thức, ca sĩ Phi Nhung đã qua đời vào trưa nay 28 tháng 9 sau thời gian điều trị bệnh COVID-19, hưởng dương 49 tuổi. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do sức khỏe yếu, nữ ca sĩ đã không thể vượt qua bạo bệnh. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết giọng ca Chiều Linh bản thượng bị biến chứng nặng của COVID-19 khiến phổi đông đặc, suy đa cơ quan, kèm cơn bão cytokine. Sự ra đi của giọng ca Áo Mới Cà Mau khiến nhiều đồng nghiệp đau lòng và xót xa. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ chia sẻ loạt tin nhắn của anh từng trò chuyện cùng đàn chị. Trong cuộc nói chuyện, nữ ca sĩ đã hỏi nam nhạc sĩ có bài hát nào dành cho Hồ Văn Cường hay cho hai con gái nuôi không. Anh cũng cho biết giọng ca 7X là người mẹ luôn chu đáo, chăm sóc và yêu thương các con nuôi của mình dù không cùng máu mủ. Nam nhạc sĩ viết trên trang cá nhân, trong mắt em chị là một ca sĩ luôn cống hiến cho khán giả những bài hát ngọt ngào. Một người mẹ luôn hết lòng yêu thương và dành những điều tốt đẹp nhất cho những đứa con của mình, cả những đứa trẻ không cùng máu mủ. Chị luôn hỏi em, có bài nào cho Cường không em? Có bài nào cho hai con gái của chị không em? Một người đồng nghiệp lúc nào cũng vui vẻ nhận lời mời hợp tác của đàn em. Em muốn làm gì cứ nói chị tham gia hết. Một người chị luôn quan tâm đến em trai. Em thèm ăn chay cứ nói chị kê bếp làm mang qua cho em nha. Một người phụ nữ luôn nhẹ nhàng, vui vẻ và nhân hậu. Em chưa từng thấy chị giận dữ, nổi nóng hay thù hận ai. Em không hiểu được tại sao người ta lại chửi rủa, xỉa xói, nói những lời cay độc với một người mà người ta chưa tiếp xúc, chưa làm việc, chưa nói chuyện cùng. Có những đứa trẻ ranh chưa hiểu sự đời, những thanh niên ngông nghênh cuồng loạn và có cả những người đàn bà lồng lộn vô học. Hôm nay biết chị đã ra đi, em không tin và không muốn tin là em đã mất đi một người chị. Em muốn lưu lại những ký ức thật đẹp về chị bình an nhé. Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Minh Khang cũng vô cùng xót xa khi phải viết lời tiễn biệt người chị thân thiết. Đặc biệt, nam nhạc sĩ còn chia sẻ lại hình ảnh đoạn cát cuối cùng với ca sĩ Phi Nhung trước khi cô qua đời. Phi Nhung trong mắt các nghệ sĩ luôn là một người sống trọng tình cảm và quan tâm đến mọi người. Trong tin nhắn gửi nhạc sĩ Minh Khang, cố nghệ sĩ Phi Nhung bộc bạch, em là thương chị nhất, chị hát không lấy tiền luôn, chị không cần nổi tiếng. Tiếng của chị bây giờ lên bàn thờ nữa là xong, nói chị quen em là chị giận em à thằng mập. Thời điểm đó đang yên lành, ca sĩ Phi Nhung lại nói điềm gỡ khiến nhạc sĩ Minh Khang muốn giận. Thế nhưng anh đâu có ngờ, đây lại là lần cuối cùng được nói chuyện với người chị thân quý. Nhạc sĩ Minh Khang xót xa, mập chỉ biết lặng người khi hay tin dữ đến với chị. Lúc trước định hờn chị sao chị nhắn tin gỡ như vậy. Vậy mà gắn bó với chị bấy lâu, mập rất ngưỡng mộ cách sống và làm việc của chị. Cầu xin chị ra đi được bình an, thương chị. Bên cạnh những hình ảnh đẹp về cuộc đời của cố ca sĩ, lời hứa chưa thành với Wendy Phạm hay dự định gian dở cho các con nuôi cũng khiến công chúng xót xa. Cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, người đẹp không chỉ mang đến cho sân khấu Việt Nam nhiều ca khúc để đời, sâu lắng lòng người, mà còn vun đắp nuôi dưỡng cho nhiều trường hợp trẻ mồ côi trên khắp cả nước. Được biết, sau khi thành danh và lo chu toàn cho 5 người em ruột đầy đủ, giọng ca 7X đã trở về Việt Nam xây chùa Pháp Lạc, cưu mang những đứa trẻ mồ côi. Bằng cái tâm của một người đã từng trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc đời, Phi Nhung nhận ra được rằng cứ sống cho tốt đi rồi cuộc đời sẽ cho mình quả ngọt. Nữ ca sĩ cũng cho biết nhìn nhận vấn đề người mẹ sinh con ra rồi bỏ mặc cho xã hội là vấn đề nghiêm trọng. Phi Nhung từng chia sẻ, cá nhân tôi cũng mong muốn các bà mẹ trẻ dù có thể là sai lầm theo cách nào, khó khăn ở mức độ nào nhưng đừng bỏ rơi con mình vì như thế là trái với đạo đức và lương tâm. Nỗi đau đớn, sự dằn vặt này chắc chắn sẽ theo hết cả cuộc đời người phụ nữ đó. Bởi thế nên suốt nhiều năm qua, Phi Nhung đã lao động không mệt mỏi, chạy sâu khắp các tỉnh thành trên cả nước, từ Việt Nam cho đến hải ngoại để kiếm tiền nuôi dưỡng đàn con của mình. Chia sẻ cách đây không lâu, Phi Nhung cho biết toàn bộ tiền lương đi hát và doanh thu có được từ hai quán chay đều được Phi Nhung dùng lo cho các con nuôi của mình. Tôi không có nhu cầu lo cho bản thân, tôi thấy mình có đủ hết rồi, giọng ca bông điên điển từng chia sẻ. Chính vì vậy, sau khi Phi Nhung qua đời, nhiều khán giả lo lắng cho số phận hơn 20 người con nuôi của Phi Nhung. Không biết giờ đây các em sẽ phải sống sao khi người mẹ cưu mang yêu thương các em đã không còn trên cõi đời này. Trước đó, ca sĩ Tri Di Phương Trinh, người chị thân thiết của Phi Nhung từng hứa sẽ phụ Phi Nhung lo cho tương lai của các bé. Tri Di Phương Trinh cho biết, chưa bao giờ chị cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Nghe tiếng cầu cứu của các con Phi Nhung mà thấy mình bất lực, chị biết khóc chứ chẳng biết làm thế nào để đem mẹ Phi Nhung về nhà với các cháu. Các con ơi, các con đừng lo, các con sẽ không bị bỏ rơi lần nữa đâu. Cô sẽ phụ mẹ để lo tương lai cho các con. Mẹ Phi Nhung không nỡ lòng bỏ đi khi nghe tiếng khóc của các con kêu nhớ mẹ như thế đâu. Tất cả người Việt Nam trên toàn thế giới đang hiệp lực cầu nguyện cho mẹ của các con, rồi mẹ sẽ về thôi, mạnh mẽ lên các con nhé. Đây là chia sẻ từ phía Tri Di Phương Trinh trước khi Phi Nhung qua đời. Tuy nhiên cụ thể về cuộc sống các con nuôi của nữ nghệ sĩ sắp tới ra sao, chúng ta hãy chờ người trong cuộc lên tiếng.